Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Di Khải một lần nữa, và cũng như là cùng trở lại với video Khải một lần nữa. Và không nhận kính chúc em xem video vui vẻ nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lên đôi giày thủ lý làm chậm anh em ơi. Sau ngày hôm qua thì Khải đã lên con thiếu lâm xong này. Đây, xem một lần nữa nha. Đó, mắt đầu tím xong. Rồi, vừa rồi thì có xong được cái bao tay. Bao tay này thực sự rất là tốn nhiều chi phí nữa mà. Để mà test thì nó tốn rất nhiều chi phí, mà không biết sau này ốc bình biết khi nào ép được bao tay ẩn một như thế này đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến vào đôi giày thủ lý nha em ơi. Thủ lý làm chậm nha. Thay vào đôi giày đồ xanh này nha anh em. Đó. Rồi, vô. Đầu đầu ép thì Khải cũng đã chuẩn bị cho mình được ít foil này nọ. Ok. Bây giờ Khải rồi. Khải bỏ mất thì tin nó chật chỗ quá. Khải cho nó ra mình ngồi một chút đi. Khải đầu tiên chúng ta sẽ rút cái dòng tốc độ di chuyển nha em ơi. Rút tốc độ di chuyển thì đa số chúng ta vẫn dùng hiển tinh 1 nha em ơi. Chỉ có dòng thủ lý thì chúng ta dùng hiển tinh 5 này. Đó. Hiện 1 này. 10 huấn viên này. 3 thì tinh này. Này rút 2 đập 3 cũng lên nè. Rồi mình cho 20 huấn viên này. Rồi. Phẩm 7 phẩm 8 là easy top 40. Cho nó bớt chặt rương. Rồi, 8 nó chắc chắn rồi. Rồi. Đỡ gọn cho anh em dễ xem. Đây. Dòng đầu tiên sẽ là dòng tốc độ di chuyển này. Dòng thứ hai sẽ ép đó là thời gian chậm. Giam chậm. Đây, giam chậm đây. Dòng 2 là giam chậm. Chúng ta sẽ lấy ẩn 1. Khải sẽ lấy một cục ẩn 1. Đá ẩn hiện 1. 1 hỏa. Rồi. Giam chậm thì cũng giam chậm rút hơi cao nè em ơi. Giam chậm rút 10 phút duyên. 3 thì tinh. Phòng chất 8 thì 9 là ok nha em. Vẫn là hiện tinh 3 nha mọi người. Nếu vào thực tế thì chúng ta chỉ có hiện tinh 3 thôi. Hiện tinh 1, 2, 3 thôi, không có nhiều đâu nè. Rồi. Này thì Khải ép đôi giày nhanh cho anh em xem. Tại vì cái bao tay nép dòng 1 phòng thủ nó rất khó. Còn đôi giày nhanh gọn thôi anh em ơi. Đôi giày chắc là ép trong vòng 15 phút sau này. Lắm này. Phòng máy, phòng 8 ok. 8 là easy 540 này. Sau khi dòng xong vòng thời gian 540, chúng ta sẽ đến dòng sinh lực 200. Lực 200 là dòng hiện 2. Sinh lực 200 thì Khải sẽ lấy ít hiện tinh khác. Hiện tinh. Rồi. Lấy này. Khải sẽ lấy hết một lần 6 6 khoáng rồi ép một lần luôn cho nó khỏe nha năm. Rồi hiện 2 này. 10 hữu duyên này. 3 hiện tinh. Đến dòng sinh lực này 3 hiện tinh cho nó phòng cao cao một tí nè mày. Sinh lực 200. Phòng 8 này. Rồi, đến dòng tiếp theo đó là dòng phòng thủ lý. Ở dòng thủ lý này thì Khải sẽ rút cho mình nó là thì tinh full. Thì tinh full này, hủy mấy cái này bớt nó chặt rương. Rồi, thì tinh full này. Và khoảng 10 phút dương đại vẫn lên nha nè. Mà Khải sẽ cho nó 20 bình đi. Thủ lý 20 bình, ok. Và rút hiện tinh 5 nha em ơi, Khải rút hiện tinh 5 nha mọi người. Rút hiện tinh 5. Những dòng quan trọng thì rút hiện tinh 5. Bắt đầu là lấy nè. Đó là dòng phòng thủ lý ẩn 2. À còn là chưa lấy cái cục ẩn 2. Đá ẩn hiện 2. Đó. Lấy nè. Thủ lý đây. Rồi. Hiện tinh 5 nè. Ẩn 2 nè. 200 buồn phủ duyên nè. Phun thì tinh nha nam. Phun thì tinh là auto ra phẩm 89 nha nam. Dòng quan trọng thì mình đừng có tiếc thì tinh, đừng tiếc phút duyên này mà. Nếu mà thừa phút duyên thì cứ cho càng nhiều càng tốt. Rồi cứ 89 là easy phòng thủ 25 thôi. Phẩm 9 này ok luôn, 9 là thành công rồi. Rồi đến dòng tiếp theo đó là dòng thời gian phục hồi sinh lực. Phục hồi sinh lực thì Khải sẽ lấy ít thì tinh nè. Và thì tinh 3 thôi. Hiện tại anh em đang theo dõi Khải đang trải nghiệm và test tại cụm mấy chỗ S10 đại danh kỳ sử, một trong những phiên bản của cụm võ công truyền kỳ .net khá là hot anh em ơi. Nếu anh em nào mà thích muốn trải nghiệm thì đừng quên hãy truy cập ngay vào trang chủ võ công truyền kỳ .net để có thể tải game và cùng tham gia test giống như Khải nha anh em. Cũng như là sẽ chính thức có bình vào 7 giờ tối ngày thứ sáu 23 tháng 10 này nha anh em. Sorry năm 23 tháng 2 này nha anh em ơi. Rồi dòng này thì Khải sẽ lấy 3 thì tinh. Hiện 3.
Là không lặng đập luôn. 89. Rồi này, chúng ta đã chuẩn bị xong một số đồ. Đến dòng cuối cùng là dòng thần pháp. Khải sẽ mở thêm cái dòng thần pháp nào ép luôn nha anh em. Khải lấy cái phôi phôi xanh thần pháp mà. Thần pháp dòng cuối nha. Rồi ok đây. Bước mấy cái thừa đây. Thần pháp dòng cuối thì chúng ta cũng rút 2 thiệt tinh là được rồi. Nó tù 19-20 nè mà. Rồi tinh 3 ẩn à, ơi là lấy cục ẩn 3. Ẩn 3 họ. Ở đôi giày này là Khải nghĩ nhanh gọn thôi mày. Ép cách nhanh gọn thôi, không cần phải suy nghĩ luôn. Hai thì tin. Đó, đang thừa 3 cho 3 cũng được không sao. Rút 3 đập 3 hạt, rút 2 đập 3 cũng được. Rồi, phần máy 18, ok. Mới 18 này là easy rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị ít phúc duyên. Ok, Khải lượm thêm mình đủ khoảng 100 bình hữu duyên nè mày. Đã ép dòng phòng thủ lý thì exit rồi. Đã ép dòng phòng thủ lý thì 50 bình rồi. Còn những dòng còn lại là 10 bình hữu duyên nè. Những dòng còn lại là 10 bình hữu duyên nha. Thì khoảng 100 bình hữu duyên đại nữa. À ok đủ rồi. Đấy, lòng. Rồi, tất cả đã đừng đói đủ. Rồi ok, chúng ta bây giờ chúng ta phân phát là thiệt tinh này, hiện tinh này, hiện tinh này. Rồi lấy mấy hiện tinh 3. 1 nè. 5 nè. 3 nè. 3 nè. 3 nè. Đa số hiện tinh 3 thôi anh em ơi. Đó, ok. Vô nha, bắt đầu ép nha anh em. Bước mắt này chặt chỗ. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đến công đoạn ép 6 dòng vào đôi giày nha anh em ơi. Dòng đầu tiên chúng ta sẽ là ép dòng tốc độ di chuyển, phẩm chất 8, hiện tinh 1, 10 viên thiệt tinh. Và chúng ta cứ chắc ăn là cứ ôm 3 thiệt tinh vào phục viên là thành công thôi anh em ơi. Còn em nào mà giảm là rớt nha anh em. Ôm 3 phút duyên vào là thành công rồi. Phần trực 8 thì quá ok rồi. Lớn. Xong dòng đầu tiên. Dòng thứ hai chúng ta sẽ là dòng thời gian chậm. Dòng chậm chúng ta sẽ vẫn là ôm 3 dòng. Thì 3 dòng như vậy. Đây đây đây. Cứ dây nè. Hiện tinh 3 nè. Phút duyên nè. Phẩm 8 nè. Ở dòng làm chậm chúng ta sẽ ép 3 4 thiệt tinh nha anh em ơi. Rồi. 4 thiệt tinh thì phòng chất 8. 40 này. Đến dòng sinh lực nha anh em ơi, dòng sinh lực Khải sẽ lái thêm cho mình ít thiệt tinh. Rồi. Nhanh gọn luôn đôi giày này, khẳng định nhanh gọn luôn. Hiện tinh 3 này. Phẩm 8 này. 10 phút duyên này. 3 thiệt tinh. 3 thiệt tinh là ok luôn nha anh em. Sinh lực nha anh em ơi, sinh lực dòng 2 189. Úi xôi, càng nhiều vậy ra. Ok, bây giờ dòng quan trọng nhất chúng ta sẽ đẩy vào đó là một dân hiện tinh 5. Phẩm hiện tại phẩm 9 thì Khải nghĩ easy luôn rồi. Easy 25 rồi. Với đôi giày dòng 2 thì đơn giản này mà. Dòng 1 mới khó này mà. Thực sự dòng 1 mới cực kỳ khó thôi. Rồi, phút hiện tinh 50 bình phút duyên. Phẩm 9 nha anh em, hiện tinh 5. Dòng quan trọng nhất thì dùng hiện tinh 5 thôi, còn lại đa số hiện tinh 3 nha mọi người. Rồi, anh em cùng dự đoán thì được bao nhiêu anh em ơi?
Hello anh đầu tuổi trẻ nha. Hello anh em mới vô. Ừ đúng rồi, thì anh em cứ trải nghiệm thôi. Ui, nhiều anh em ơi. Không ép đừng bỏ thị tình à, không ép đừng bỏ thị tình rất nữa. Ui, 25, ok cho anh em. Rồi, đến dòng tiếp theo là dòng phục hồi sinh lực. Thì phẩm 8 này, 10 phút duyên này, ôm cho nó 3 bình hoặc 2 bình cũng được. Nhưng mà anh em muốn cao thì cứ 3 duyên hoặc 2 duyên cũng được. Dù 2 duyên thì nó có thể rớt xuống 4 rồi nè. Nên là nếu anh em muốn chắc thì cứ 3 duyên. Còn 2 viên có thể rớt xuống 4, thử anh em 2 viên nè. Nó vẫn có thể rớt xuống 4 nha nè, 4 điểm á. Vẫn có thể rớt xuống 4, là 6 nha. Đó. Rồi tiếp tục nè, nó 6 là thành công đó, là 2 viên vẫn lên 6. Rồi tiếp tục là dòng thần pháp này, thần pháp cũng là 2 thị tinh nè. 2 thị tinh là lên luôn. Rồi, ẩn nè, phẩm 8 nè. Mũ viên nè. Ôm cho nó 2 viên thị tinh. Này là 19-20 nè, 19-20 nè mày. Là đôi giày đẹp nhất server nào á. Họ còn mấy viên thị tinh bỏ hết luôn đi thôi, cho nó khỏi chật chỗ. Chắc đoạn này cũng 32 viên thị tinh là lên 19-20 rồi. Khỏi chật chỗ. Rồi 19. Nói chung là cái dòng này anh em, cái dòng cuối cùng này này, thần pháp cuối cùng là đa số là 19-20 em ơi. Tỷ lệ lên 20 thì nó chỉ nằm khoảng tầm 10-20% em ơi. Ví dụ anh em ép 10 cái thì nó sẽ lên được 1-2 cái thôi. Như hôm qua này đai lưng này may mắn lắm nó mới lên rồi anh em. Đai lưng này may mắn lắm nó lên thần pháp 20 này. Vì khả chơi server này cũng nhiều không biết mà. Đó, như là lưng này hôm qua mày bán lắm luôn nè. Phát đầu tiên lên 20 luôn á. Còn lại nè, còn lại là 19 không à. Đây nè, 19 nè. Rồi, ok anh em, và chúng ta cũng đã thành công đôi giày dành cho anh em đọc xe nha anh em ơi. Đó, đôi giày khá đẹp cho anh em ơi. Rồi, chúng ta cùng giao dịch qua cho anh em đọc. Và chúng ta sẽ tiếp tục ép đồ đến đôi giày nha anh em ơi. Khả sẽ ép tiếp tục đến đánh đai lưng chứ. Anh em đang xem đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và đừng quên nhấn vào nút follow bên trên để theo dõi những buổi livestream từ kênh của Khải như là những buổi ép đồ từ kênh của Khải tiếp tục anh em ơi. Rảnh tay anh em có thể lên kênh YouTube cho Khải một luôn hỗ trợ anh em ơi. Khải vẫn chủ đạo trên YouTube là nhiều nha anh em ạ. Đôi giày này cũng gọi là quá đẹp rồi người anh em. Đôi giày này đỡ mà ép thì sau này open ép ra đôi giày này gọi là tuyệt vời rồi anh em ơi, tuyệt vời ông mặt trời rồi. Đúng không? Quá đẹp chưa? Rồi, không gì hơn thì xin anh em ủng hộ một like chia sẻ hỗ trợ anh em ơi. Một like chia sẻ hỗ trợ nha. Rồi Khải hay livestream vào lúc 11 giờ trưa hơn một xíu, cũng như là 7 giờ tối Khải bắt đầu live cho anh em xem nha anh em. Và qua show mới này Khải sẽ chính thức lập ban áo, anh em nào muốn về ban thì cứ liên hệ Zalo 0932 934 6669 đỡ vào Zalo cũng như là inbox trực tiếp cho Khải ở Messenger. Khải sẽ đưa vào ban nha mọi người. Rồi hai món easy game liền. Đây nè. Nó bận đồ tím nó vẫn đẹp hơn đồ xanh. Thấy chưa? Đồ xanh á thì tại đang mở test nè, đồ xanh nó mát nhìn thấy dài thôi, thực sự là đâu mà nói là đồ tím nó vẫn đẹp hơn em à. Đồ tím nhìn nó vẫn đẹp mắt hơn nè. Đó. Nên ok chưa? Quá đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại đến tiếp tục một đai lưng. Thủ lý ấn 1. Cái đai lưng này thủ lý ấn 1 thực sự nó không khác gì cái bao tay nữa mày, rất khó luôn. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ quán ép một cái đai lưng tuyệt đối để cho anh em xem cho vui. Rồi. Ok anh em,